Hello mọi người, mình là Nam Sin, mình đến từ đội tuyển Eagle Esports. Hello tất cả mọi người, mình là Tuấn Thiết 2K, mình đến từ team Vemmin. Hiện tại thì mình thi đấu ở vị trí cover cho team. Vâng, xin chào quý vị khán giả của PUBG Mobile và mình là Tuấn Tái. Mình là một trong những caster đồng hành cùng với giải đấu PMPLC Championship 14 lần này. Rất là vui và hân hạnh khi mà được truyền lửa cho tất cả quý vị khán giả, cho cả 4 đại diện đến từ Việt Nam chúng ta vẫn đang thi đấu với tất cả các team ở trong khu vực ở giải đấu lần này, và mong được tất cả quý vị khán giả ủng hộ cá nhân mình cùng với đó là tất cả các đại diện đến từ Việt Nam. Hello, xin chào các bạn, mình là Quốc. Mình là một trong số caster sẽ đồng hành cùng với các bạn xuyên suốt giải đấu PMPLC Championship Season 4 lần này. Xin chào bạn, mình là Cường Oti, một trong những caster đồng hành cùng với các bạn ở trong giải đấu SEA Championship Season 4 lần này. Vâng, xin chào các bạn, mình là caster Loki. Theo mình nghĩ thì đội tuyển giành winner chicken dinner nhiều nhất tại giải đấu SEA Championship mùa này thì là The Infinity. Vì họ là nhà vô địch của giải đấu SEA Championship mùa 3 và vẫn giữ được phong độ hủy diệt từ giải nội địa Thái Lan cho đến SEA Championship mùa 4 lần này. Tại giải đấu SEA Championship mùa 4 lần này thì mình nghĩ là team The Infinity làm nhiều winner chicken dinner nhất, bởi vì họ là đội tuyển và lối chơi giao chăn D-Bo của họ đều cực kỳ tốt ạ. Nói về các team mà có thể đạt được cho mình nhiều winner chicken dinner nhất thì cá nhân mình nghĩ rằng mình sẽ có một cái tên, chính là The Infinity, bởi vì họ đã là nhà vô địch của giải đấu PMPLC Championship mùa 3. Và cái đội hình của các thành viên bên phía team The Infinity, họ có Nuzi, họ có Ngotuni, đều là những cái tên chất lượng và có một chút về kỹ năng cá nhân là họ nhỉnh hơn so với cả phần còn lại của khu vực C. Thế phần đó mình sẽ dự đoán cho các thành viên bên phía team The Infinity. Với sự ổn định về phong độ của người đó là hiện tại họ đang khá là bay bổng, thì mình nghĩ rằng Dingo Xavier sẽ là đội tuyển giành được cho mình nhiều winner chicken dinner nhất trong 4 đại diện đến từ Việt Nam. Mình nghĩ sẽ là Dingo Xavier khi mà họ đang có một phong độ rất cao và độ 9 của những player tại giải thi đấu lần này. Và đội mình dự đoán là có nhiều được cái top 1 nhất chắc là Dingo Xavier rồi, thì khi hiện tại tôi thấy là cái độ 9 cũng như là cái kinh nghiệm và cái kỹ năng của 4 thành viên trong Dingo Xavier đang là rất tốt. Theo mình nghĩ thì đội tuyển sẽ giành chức vô địch của SEA Championship mùa 4 lần này có lẽ là BTR, vì họ có thêm sự bổ sung của U2, một tài năng trẻ. Và hiện tại có thể phong độ của họ là một ẩn số, nhưng mà lúc nào họ cũng là một đối thủ đáng gờm trong những giải đấu quan trọng. Đội tuyển mà mình nghĩ vô địch SEA Championship mùa này là mình nghĩ là The Infinity ạ. Team mà sẽ đạt cho mình chức vô địch của giải đấu PMPL SEA Championship mùa 4, mình nghĩ rằng về niềm tin về con team của mình thì mình vẫn đặt cho các đại diện Việt Nam rồi, đặc biệt là Dingo Xavier. Nhưng xét về góc độ chuyên môn và cả một chút gì đó đến từ cá nhân mình đã gọi là aura, thì mình cũng sẽ ủng hộ cho các thành viên bên phía team The Infinity, bởi vì họ có cho mình tất cả những yếu tố, đầy đủ yếu tố để có thể mở trở thành một nhà vô địch của giải đấu SEA. Thực là đến với vòng SEA Championship Season 4 lần này thì có rất nhiều đại diện mạnh đến từ các quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, với một lòng yêu nước thì mình vẫn dự đoán rằng đội sẽ có cho mình chức vô địch, đó là một đại diện đến từ Việt Nam, Dingo Xavier. Vô địch giải đấu thì có thể là Dingo Xavier hoặc là Eagle Esports, khi mà cả hai đội tuyển này đều đang có một màn trình diễn hết sức thuyết phục. Họ có được một sự tự tin tại giải thi đấu và mình tin rằng là hai đội tuyển này sẽ có thể làm được. Và đội mình dự đoán sẽ là vô địch giải đấu thì có lẽ mình sẽ chọn cho một trong 4 đại diện đến từ Việt Nam thôi, và điển hình đó là Dingo Xavier. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team mình, và các bạn nhớ đón xem giải đấu PUBG Mobile SEA Championship mùa 4 và ủng hộ các team Việt Nam tham gia giải đấu lần này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ team mình, và các bạn hãy nhớ đón xem giải đấu SEA Championship mùa 4 để cổ vũ các team Việt Nam nhé.